mình xin giới thiệu với bạn một câu riff rất là nổi tiếng của ban nhạc Metallica trong bài Orion, một cái bài hòa tấu instrumental theo phong cách metal, chứ không phải là các bài hòa tấu nhẹ nhàng. Bài này cực kỳ nổi tiếng của ban nhạc Metallica và hầu như là các show diễn live nào họ cũng đánh cái bài này. Thì cái câu riff intro của nó nghe rất là uy lực và nó cũng có vài cái điểm hay ở đây mình thể chia sẻ với các bạn được. Cái thế tài đầu tiên chúng ta bấm nó như thế này các bạn. Các bạn bấm cái ngón áp út các bạn ngay ngang 7 và cái ngón trỏ các bạn ngay ngang 5. Thật ra cái hợp âm ở chỗ này bạn đánh là gì bạn? Nếu các bạn đánh mi, giờ tới mi son thì theo đúng cái báo ơ co thì các bạn không đánh cái nốt son mà thường chúng ta đánh nốt mi và nốt si. Nhưng mà cái báo ơ co này thì nó không nghe ra được cái chất thứ hệ trưởng. Ở đây Metallica để nó ra cái chất thứ luôn thì chúng ta đánh mi và cái bậc ba của nó là son. Thì đầu tiên chúng ta đánh như thế này, các bạn đánh hai cái dây dưới trước ha. Là các bạn đánh cho nghe rè như vậy, sau đó các bạn palm mút. Thì ở đây là nốt móc đơn hết các bạn ha, các bạn nhịp cũng nốt thì nó như sau. Là cái khuôn đầu tiên như vậy nha các bạn. Lại nha. Coi như chúng ta có 8 cái nốt ha, thì lại nốt móc đơn thôi. Cái khuôn thứ hai thì nó thay đổi cái nốt đầu tiên thôi, là bằng cách các bạn đáng lẽ đánh như thế này thì các bạn đổi nó cái son này thành nốt pha thăng. Mi và pha thăng cho nó lạ anh tí ha. Thì các cái câu sau chúng ta quay lại chỉ thay đổi cái nốt đầu thôi. Đó, thì các bạn thấy khuôn 1 và khuôn 2 chỉ khác nhau ở cái nốt đầu tiên ha. Và sau đó là lại hai khuôn đầu nhé các bạn. Như sau. Thật chậm nha các bạn. Cái khuôn thứ ba thì chúng ta thay đổi thì ta một tí là các bạn đang như thế này, chúng ta sẽ chuyển qua là có nốt rê nè, pha thăng nè, và sau đó cái nốt palm mút của bạn là nghe nốt si nha bạn, nó như thế này. Nó khác một tí nha, chậm rồi nha bạn. Sau đó tới cái khuôn thứ 4 thì chúng ta thay vì nốt rê ngang 5 ta qua ngang 6, chúng ta quấn như thế này. Thì hai khuôn này á, cái kiểu đánh nó giống nhau, nhưng mà các bạn thay vị trí cái ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út với nhau thôi. Lại nha. Quay lại từ đầu ha, lại cái câu này nha các bạn, từ đầu luôn nha. Và câu này lặp đi lặp lại tới 4 lần thì nghe nó rất là đã. Bạn vô trống nghe rất hoành tráng ha. Mình đánh lại một lần nữa nha các bạn, tập theo mình nha.
thì nghe nó rất là đã nha. Hy vọng là cậu riff này cũng sẽ động lực để các bạn có thể luyện tập thêm cái cậu riff rock và biết đến nhiều bài hát hay hơn nhé. Thì hãy nhớ ủng hộ kênh Guitar for Freedom bằng cách like, share, comment. Và nếu các bạn có nhu cầu mua đàn guitar, hãy nhớ đến Amigo Guitar Shop Đăng Khoa, cam kết với bạn giá rất là phải chăng và chất lượng đàn cũng như bảo hành rất là tốt ha. Cây hiện tại mình đang đánh đó là cây cọt X700 Duality. Rất là tuyệt vời luôn á các bạn, rất là tuyệt vời. Các bạn xem cái cấu hình của cái cây này ở trong cái phần mô tả của video. Cây này các bạn đánh rock hay là fusion đánh gì cũng rất là hay. Pickup là Seymour Duncan, loại cao cấp ha. Rồi cái body cần ebony ha, rất cái chất lượng. Ở đây các bạn có thể thấy nó cũng rất đẹp rồi, các bạn nhìn bên ngoài nó còn đẹp và cá tính hơn nữa. Locking tuner không có sợ bị tuột dây. Rất là tuyệt. Và nếu bạn nào muốn nghiên cứu về guitar điện nhưng mà chưa rành, có thể đăng ký khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng của Đăng Khoa nhé. Đăng ký một lần, đóng tiền một lần và học trọn đời, học trên thiết bị di động, iPad, laptop, bất cứ thời gian nào các bạn muốn, đăng nhập vào web là học được ngay thôi. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo nhé. Xin chào.